Kính thưa quý vị và khán giả, ngày hôm nay em xin trân trọng giới thiệu và kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui với tựa đề nghe rồi sẽ biết nha các bạn ạ. Ngày xưa có con mẹ bán dưa, mẹ ngồi mẹ định các bạn ạ. Cái con mẹ bán dưa ngồi kế bên nghe được và liền bảo: cái đậu phộng mày làm cái gì thế nhỉ? Và rồi con mẹ bán dưa liền bảo: cái đậu xanh rau má mày, cái lỗ tai hay là cái quay nồi mà mày chả biết đó là gì à? Và rồi cái câu chuyện hết rồi các bạn, cái vậy thôi, đơn giản vậy thôi các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel Channel Funny Gaming TV của mình nha. Thì hôm nay today I will be, mình sẽ làm về vị tướng Joker các bạn ơi. Thì vị tướng Joker này hôm nay mình sẽ làm cái lối đánh ba trận cho các bạn xem. Thì để xem Joker với lối đánh ba trận này thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. Ok, thì hôm nay mình sẽ đi mid và mình sẽ hỗ trợ cho người đi mid của mình nằm bắn cho bạn xem nha. Đó, nếu mà các bạn bắn nội tại và các bạn ấn mặc định vào cái chiêu một của các bạn vào đối phương thì muôn đời nó trúng nha các bạn, nó hụt lía luôn. Các bạn phải canh các bạn mới bắn trúng được. Thì bây giờ các bạn sẽ làm những gì tiếp theo? Mình sẽ đi phá cái thằng nè. Ơi, nó ăn ở đây các bạn. Mình sẽ phá cái thằng rừng này nha, mình không cho nó farm. Tại vì sao? Mình sẽ nói sao cho các bạn. Còn bây giờ nè, kê hết nè. Kê hết đây, anh làm gì đấy? Anh làm gì đấy anh ơi? Con quái này của em mà. Thì bây giờ các bạn sẽ nghĩ nó làm cái gì? Nó sẽ ăn con quái ở trên và mình sẽ lên mình lụm con quái trên luôn. Mình không cho nó ăn các bạn. Mình phá nó mà nè. Mày ăn giùm tao một cái luôn. Cái kiểu đẹp bo mẹ mày rồi, mày chạy cái đường nào nữa, và cái chén công đầu đó thuộc về mình. Và cái người bỏ mẹ tiếp theo có lẽ là mình các bạn ơi, nhưng mà không đâu các bạn ơi, mình sẽ bật xì bo lên mình giọt không dùng tóc biến nha các bạn. Cái pha này nó chả có gì để gọi là nguy hiểm để mà các bạn phải bật cái tóc biến lên nha. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ làm những gì tiếp theo nè? Thì bây giờ nha, vì lối đánh ba trận này mình chỉ đứng trong vòng khu vực mid thôi các bạn, và mình cam tụi nó, mình không cho nó farm nha. Đặc biệt là thằng mid và thằng gừng mình cứ phá nó hoài luôn, không cho nó farm thì nó sẽ rất là bị thọt nha các bạn. Đó, bây giờ mình vô mình phá tiếp các bạn ơi. Bạn ơi, bạn làm gì đấy bạn ơi? Bạn ăn cái gì đấy? Không được các bạn ơi. Tưởng đâu ăn được cái bùa đỏ nó sẽ rất là thơm các bạn. Nè mày, mày nè, bát nháo nè. Từ từ thôi các bạn ơi, chuẩn bị tích được cái nội tài nữa rồi. Coi cái kiểu này là xác định được các bạn ơi. Có màn nữa rồi các bạn ơi. To màn nữa rồi các bạn ơi. Bây giờ các bạn sẽ làm những gì tiếp theo nè? Cái thằng Agi nó sẽ chuẩn bị chạy qua nha, cho nên là các bạn cứ đứng đây cho mình và các bạn nã cái nội tại và sau đó các bạn canh cái chiêu một các bạn bắn cho mình nha. Tuyệt đối các bạn đừng có dùng nội tại xong là sau đó các bạn ấn mặc định vào cái chiêu một là không bao giờ trúng đâu. Các bạn phải tự canh thì nó mới chính xác nha. Mày làm cái gì đấy? Mày thích không? Khu vực này khu vực của ai? Khu vực này khu vực của tao nha. Mày thích cái gì mày ngon mày bước ra đây một cái thôi là mày xác định. Mày thấy tao bật xì bo lên tao giọt liền luôn mà lập tức cho mày xem mày thích cái gì. Mày thích đâu? Mày thích đâu? Mày thích cái gì? Tao quất mày luôn nè, tao sợ mày quá cơ. Mình tao chạy cho mày xem nó hàng Agiga các bạn ơi, giọt thôi cái kiểu này tóc biến luôn, gió lạnh các bạn ơi. Bạn ơi, bạn tỉnh tỉnh, bạn ơi, bạn làm gì đấy? Em có làm gì đâu. Và bây giờ mình đã có đầy đủ đồ chơi nè các bạn ơi, cái thằng gừng này nó lên dĩa mình tiếp các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy mình sẽ dùng nội tại mà mình dùng ulti mình bắn chiêu một bo mà nhỏ rồi xong luôn, chưa bắn chiêu một là nó lên dĩa các bạn ơi. Ui giời ơi, rất là phê luôn. Cái kiểu này thì cái thằng rừng bên kia nó chỉ có nghĩ thôi các bạn, nó tức đỏ luôn các bạn ơi. Và đỏ cái gì thì các bạn tự hiểu nha, chứ mình không nổi trong đây được các bạn ơi. Đó, thì bây giờ mình nghĩ là cái thằng tu lén nó sẽ chạy qua đây nè các bạn. Mày chạy qua đây là xác định mày má, mày nhìn mày không ra luôn. Ủa, mày lọc chơi, mày lọc xuống cát mày luôn rồi luôn, bò mèn nhỏ luôn các bạn ơi. Cái kiểu này đánh đấm gì nữa mấy ông nội ơi. Anh từ thằng rừng cho tới thằng mít, từ thằng mít cho tới thằng Agi ở trên luôn các bạn. Trời ơi, cái trận này đáng lẽ là mình quýnh Nagros đó các bạn, nhưng mà mình xin là bạn Nagros này không cho các bạn ơi. Không cho thì thôi, mình quýnh con khác chứ gì đâu mà khó khăn. Đó, thì hôm nay và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi vị tướng Joker với lối đánh gọi là siêu bất dạy luôn. Đó, ba trận, rất là ba trận luôn, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách combo của vị tướng Joker này nha. Thì cái vị tướng Joker này nó có hai cách combo nha các bạn. Hai cách thì như thế nào, là tại sao mình lại nói hai cách? Thì là cách đầu tiên là khi mà các bạn đang núp bụi nha và đối phương nó đang gần các bạn ấy. Còn cách thứ hai là đối phương nó đang xa các bạn và bắt buộc các bạn phải dùng kêu các bạn dí nó. Đó là hai cách. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đầu tiên nha. Ê, hình như là thằng Tulen này các bạn, mình sẽ dùng chiêu một ấy. Mình sẽ nói sao đi các bạn, giờ quất ra chơi chơi xuống khác mày nè, bò mang nhỏ luôn các bạn ơi, còn một xí xíu máu luôn. Đó, thì cách combo của nó các bạn đã hình dung ra được chưa, là mình sẽ dùng cái nội tại ấy, không dùng mục tiêu trước nha. Vì sao? Khi các bạn dùng nội tại á, thì các bạn gây một cái lượng sát thương cực kỳ cao luôn, và sau đó là hiệu ứng làm chậm, và đặc biệt là các bạn sẽ làm cho đối phương nó bị suy yếu, là các bạn sẽ gọi là thả kêu vào nó sẽ thấm hơn. Và nói chung á, là cái cách combo chuẩn nhất của nó là dành cho những bạn mới, và các bạn nào mà cũ rồi biết rồi thì thôi các bạn ơi. Đó, thì các bạn ấn vô cái nút, ấn nút đánh thường cho mình, các bạn đã có nội tại nha. Đó, cái súng chĩa chĩa lên và các bạn thấy cái nội tại màu vàng vàng như cái chỗ hồi máu các bạn đó, các bạn bắn nội tại, sau đó các bạn hãy dùng cái in tiêu
và các bạn phải dùng cái chiêu một liền luôn. Nhưng mà cái chiêu một các bạn đừng có ấn mặc định cho mình nha, mà các bạn phải canh cái hướng y. Rồi nói sao đây các bạn ơi, bà ơi, bà làm gì đây, bà làm gì đây, bà ơi, úi trời ơi, bà làm cái gì, bà tấn công em tóc biến luôn, trời ơi, cái gì vậy cha, tôi đang tạm mà, trời ơi, nó cày cũ mình lắm các bạn ơi, úi trời ơi, căng tê, có chiều tê bạn ơi. Đó bây giờ mình sẽ canh, mình bắt cái thằng Tulen tiếp nè các bạn, rồi mình sẽ nói sao cho các bạn hiểu nha, để các bạn có thể combo một cách ok, để các bạn nhặt một sao một cách dễ dàng nha. Whoop luôn, chơi mà lọc tu chát mà luôn ra cái kiểu này bò mang nhỏ nữa coi các bạn, bò mà bây rồi, úi giời ơi, năm màn rồi, cái kiểu này là hóa xanh rồi các bạn ơi. Cái kiểu này là mình sẽ luôn là cái mục tiêu của bên kia để nó canh nó giết mình các bạn. Tại vì sao? Cái thứ nhất là nó ghét mình, cái thứ hai là nó giết mình một cái là nó sẽ có một cái điểm xích đao cực kỳ cao luôn, và sẽ được một cái lượng vàng rất là nhiều luôn các bạn, có thể là 800 vàng luôn đó. Ok, thì cái cách combo nó là như vậy nha các bạn. Khi các bạn đã tích đủ cái nội tại của con Joker này rồi đó, thì như mình nhớ mãi nó là như là 10 giây đó các bạn ơi. Ê, khi mà các bạn tích đủ nội tại như thế này nè, cái súng chĩa lên như thế này nè, các bạn bắn nội tại vô người ta, bắn vô người người ta, đánh thường vô đó các bạn, sau đó các bạn dùng bên tiêu và các bạn dùng chiêu một làm sao cho nó hiệu quả. Các bạn đừng bao giờ ấn mặc định cho mình. Lý do tại sao? Vì khi mà các bạn đã bom vào đối phương nha, mà các bạn lại ấn mặc định cái chiêu một là nó sẽ chạy liền luôn. Lý do là vì người ta phản xạ tự nhiên các bạn. Khi các bạn cũng vậy thôi, nếu mà bất kể vị tướng nào nó có sự cơ động hoặc là thằng nào nó còn tốc biến, khi các bạn ấn nội tại và sau đó các bạn ấn ulti tiêu, các bạn ấn mặc định như thế này là nó gọi là nó bị sốc chấn thương thì nó phải nhảy thôi, và nó nhảy thì các bạn sẽ bị hụt. Cho nên là các bạn phải bắt bài đối phương nha, và các bạn thả cái chiêu một sao cho nó hiệu quả cho mình thì nó mới chính xác được. Ôi thôi thôi, bùng thề rồi em ơi, chạy đâu nữa em ơi, chạy đâu nữa em ơi, lên dĩa rồi em ơi. Cái kiểu này con ly đích nó tức lắm luôn đó các bạn ơi, làm sao mà nó chơi được nữa, nó rất là thọt luôn rồi đó. Ti cho nên các bạn phải sử dụng đúng theo cái gì nãy giờ mình chỉ các bạn ấy, cái cách combo kill như thế này thì các bạn mới phát huy hết được sức mạnh của vị tướng Joker này nha. Và mình quên nữa, mình sẽ chỉ các bạn như thế này. Khi mà các bạn vào nơi combat tổng á, chẳng hạn như nãy giờ mình núp bụi bắn như này nè, là khi các bạn đã bắn nội tại xong á thì các bạn đừng bao giờ, các bạn tuyệt đối luôn là các bạn đừng bao giờ đánh thường nha. Tại sao? Khi mà các bạn đánh thường các bạn sẽ không tích được cái nội tại của các bạn đâu. Các bạn được tích được cái nội tại của các bạn khi mà các bạn không tham gia giao tranh, là khi các bạn không dùng cái gì đánh thường vào người ta thì các bạn mới tích được cái nội tại nha. Còn nếu mà các bạn mà dùng cái nội tại xong mà các bạn kêu đánh, ơi nói sao thì các bạn chơi mày là thu chát mày nè, trời ơi, mạng ở đâu mà ăn lía hết vậy mấy cha. Nó mà khi mà các bạn á mà cứ bắn cái nội tại xong vô combat, các bạn bắn nội tại các bạn thả kêu xong các bạn lại đứng các bạn ứng nút đánh thường hoài thì các bạn sẽ không có cái nội tại nữa đâu. Cho nên là khi các bạn bắn nội tại xong thì các bạn chỉ dùng những skill các bạn đang còn thôi, chứ các bạn hạn chế và tuyệt đối đừng có đánh thường nha. Các bạn hãy tích cái nội tại lại cho mình nhanh lắm các bạn ơi, các bạn nhìn 10 giây vậy chứ nhanh lắm đó, thì như vậy nó mới mạnh có vị tưởng Joker được nha. Thì cái lối đánh Joker này á các bạn, thì đối với những bạn mà mới vừa chơi nè, hoặc là những bạn ở khung răng bạch kim này, kim cương này, cao thủ từ 1 đến 10 sao á, thì các bạn sẽ không biết được cái lối đánh của Joker này. Nhưng mà những bạn mà từ cao thủ 20 sao trở lên và khung răng thách đấu á, thì cái lối đánh của con Joker này nó đã quá là quen thuộc các bạn. Cái thường là trên răng khung cao á thì người ta cầm con Joker và con Ryoma nó đi ram các bạn, là nó đi cái kiểu đánh gọi là ba trận mắt dài siêu mắt dài nè các bạn. Nó chỉ cover là hỗ trợ đó các bạn, và nó cam, nó gọi là nó đứng ngay mid, nó chỉ vòng vòng khu vực mid thôi và nó sẽ cam đối phương, nó không cho thằng mid farm. Vì làm như vậy thì thằng mid bên kia nó sẽ cực kỳ thọt luôn, và thằng mid của mình nó sẽ tha hồ nó farm và nó sẽ rất là xanh nha các bạn. Thì hình như là nó đi lạc nè các bạn ơi. Ơi trời ơi, úi giời, bác ơi, bác làm gì đây bác ơi, chạy đâu bác ơi nè, bác chạy đi đâu, bác chạy đi đâu bác ơi, mày tính làm bé khỏe bé châu hử. Thì cái vị tướng Joker này các bạn đánh á thì các bạn phải sử dụng cái lối đánh gọi là mít đốc cho mình nha. Thì cái lối đánh mít đốc đó là cái gì mình sẽ chỉ các bạn luôn, đó chính là cái lối đánh gọi là móc đích như thế này nè các bạn ơi. Nói phải nói lái gì đi chứ nói thẳng ra thì nó kỳ quá các bạn ơi. Các bạn phải mít đốc vậy nè, các bạn phải bọc đầu từ phía sau và các bạn bắn nội tại nó, canh bắn như cái thằng chủ lực của nó nha, chứ các bạn đừng đi trực diện cho các bạn. No rồi, cái kiểu này xong rồi, bò mà rồi các bạn ơi. Ui giời ơi, mạng ở đâu mà lía hết vậy mấy cha. 12-13 mạng mình ăn hết 9 mạng các bạn, mình ăn quá ít mà, cho nên là bây giờ mình phải ăn lía luôn các bạn ơi. Ui giời ơi, đó thì cái vị tướng Joker này á, đầu game á nó sở hữu một cái lượng đam cực kỳ cao luôn, cho nên là các bạn phải gọi là tận dụng cái ưu điểm này của nó, tận dụng cái sức mạnh này của nó, mà các bạn phải đi phá làng phá sớm. Ta đối phá chừng nào sập nhà người ta luôn, cần thiết các bạn đốt nhà người ta luôn. Nó rất là tọt, như chẳng hạn như cái thằng Lý Địch này là các bạn thấy không, đi gần mà rất là tội nghiệp luôn các bạn thấy không, nó chết lé luôn. Trời ơi. Đó, cho nên là xem xong clip này thì mấy chế hãy sắm ngay cái vị tướng Joker và đi phá làng phá sớm giùm cho mình nha, để các bạn sẽ lấy được một sao một cách dễ dàng và nhẹ nhàng luôn. Đó thì bữa mình đã nói với các bạn rồi đúng không, mình có nói là mình sẽ cố gắng dành chút thời gian
trang và mình sẽ làm về cái vị tướng Joker này để cho các bạn xem, để các bạn biết được cái cách di chuyển của các bạn, cách gọi là nhặt một sao một cách dễ dàng. Ơi bà ơi, bà làm gì đấy bà ơi, cái kiểu này xong rồi ơi, ôi trời ơi bà ơi, bà trời ơi bà con không à, khó khăn tới cha, trời ơi tức lắm các bạn. Cái gì chứ mà mình biết luôn, thật sự các bạn luôn, riêng không phải là thằng Agri đâu mà tất cả bên kia luôn, thằng nào nó cũng ghét cái bản mặt mình hết các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình phá làng phá sớm người ta từ đầu trận tới giờ mà, nhưng mà không sao các bạn ơi, không sao hết ấy, tỉnh tỉnh thôi, chuyện gì đâu mà khó khăn. Ở thì bây giờ các bạn sẽ làm những gì tiếp theo nè? Mình sẽ ra đây mình dụ đối phương nha các bạn, mình đánh lừa hướng tụi nó ấy, mình không cho tụi nó biết là team mình đang kinh công và mình hỗ trợ ấy, mình ra đây mình lừa tụi nó các bạn ấy, không cho nó vào để cho đồng đội của mình ăn cơn kinh công và kết thúc cái trận đấu sớm luôn các bạn ơi. Cái gì chứ mà kéo lây là dễ bị thua ngược lắm các bạn, cho nên là các bạn đừng có chủ quan cho mình nha. Ở thì bây giờ có bạn nào không nha, có trò không ơi, bạn ơi bạn ơi làm gì đây bạn ơi, không kì hết được luôn các bạn ơi. Đó rồi, bạn nào thích, các bạn nào thích là bạn nào thích, bạn Agri đúng không, bạn con bạn gì anh nè, bắt gì anh nè bạn ơi. Rồi cái kiểu này xong rồi, cái kiểu này rồi, cái kiểu này tao xanh rồi, tao sợ mày quá cơ, tao xanh rồi, cái kiểu này rồi cơ bạn ơi, cứu tôi, trời ơi xanh rồi, xanh cỏ rồi các bạn ơi, bò mè rồi, trời ơi chết rồi, xịt đau rồi các bạn ơi, ui trời ơi nó cay cú mình lắm các bạn, nó thấy mình đang kinh công mà nó còn không ngán nữa các bạn, nó bay vô nó quất mình luôn các bạn ơi, ui trời ơi. Không sao các bạn ơi, chết đi tôi, cái chuyện gì đâu mà khó khăn. Đó thì cái vị tướng này nó là Joker này, cái cách combo và cái cách combo kêu của nó là như vậy nha các bạn. Còn cái cách thứ hai á thì nó như thế nào, là khi nãy mình nói, để mình nhớ lại coi nãy mình nói gì ta, quên luôn rồi, cái nào nhớ lại nói nha. Trời ơi, quên rồi mấy chế ơi. Nhớ rồi các bạn. Cái cách cơm cái chén cơm cái cách combo thứ hai á các bạn, nó như thế này. Thì là khi mà các bạn đối phương mà nó xa các bạn quá đi, đấy các bạn không thể nào mà cái gì vậy trời, nói gì chả hiểu, nói cái gì luôn sầm sầm xi đú gì sầm nách gì không rồi trời, úi giời ơi, bút lục chơi mày luôn nè, xúc thu chát mày luôn, tao nhớ rồi bây giờ, tao nhớ rồi John ơi. Ok mình giờ mình sẽ nói các bạn hiểu nha. Ấy khi mà đối phương nó xa các bạn quá đi và bắt buộc các bạn phải dí đối phương á, thì các bạn hãy từ xa các bạn, các bạn bật chiêu 2 lên để các bạn chạy tốc độ bàn thờ luôn, tốc độ của một thằng trộm chó, các bạn chạy lên, các bạn bật cái chiêu 2 các bạn chạy sát lại nó, các bạn cũng dùng cái bộ combo của cái kỹ năng gọi là cái cách thứ nhất mình chỉ các bạn á, đó là như vậy nha các bạn, đó là cái cách thứ đó là cái cách thứ hai đó các bạn. Ấy còn giờ quốc đã chơi thu tạc luôn, ui giời ơi thơm quá luôn, phá trụ nè ông nội, chạy đâu nữa ông nội, Muldragot mày làm cái gì vậy trời ơi, cái trụ công quá ông cứu nội ơi, trời ơi cái kiểu này xanh cỏ được các bạn ơi, cái đậu phộng đậu xanh rong quá nó, cái thằng Nagot này các bạn, mày ăn con bùa bây giờ tới ông nội mày hay cái gì nữa, cái trụ mày không đánh con bùa bây giờ quan trọng lắm hay cái gì, ui giời ơi bớt hay lại anh em, giời nó móc rồi các bạn, để tụi bay bớt xàm lại giùm tao một cái đi, ui giời ơi chả hiểu Nagot luôn các bạn ơi. Ấy, các bạn gọi là các bạn mà tầm late game như thế này á, các bạn đừng có quan trọng một hai con bùa nữa nha, tầm này con bùa nó có quan trọng gì nữa đâu, thắng luôn phá trụ luôn mà win, trời ơi trời ơi, một pha tụi nó hại não mình chết luôn các bạn ơi. Thôi không sao, bây giờ mình sẽ giải thích các bạn về cái build đồ của vị tướng Joker ngày hôm nay mình sử dụng. Thì lý do tại sao là cái món thứ ba là đúng rồi, cái món thứ ba các bạn, tại sao mình lại lên cái đao truy hồn mà mình không lên bất kỳ cái món khác, chẳng hạn như cái nanh Phoenix hoặc là cái gì đó hoặc là cái sát thương dành cho mình, tại sao mình không lên mà mình lại lên cái đao truy hồn như thế này? Thì thường á, bây giờ chẳng hạn như là mình bây giờ là mình đang với vai trò là một trợ thủ, mình là một người đi ram, một người là mình hỗ trợ cover cho team. Thì bây giờ là mình phải lên cái đao chi hồn này để làm chi? Ê nói sao đi các bạn, giờ quất là chơi, mày thích cái gì quất luôn, là thu chạy mày chơi luôn, bỏ mày luôn, mày thích cái gì? Mày thích cái gì mày chạy đi, chứ mày đừng có ra đây mày ra tao chết đó. Ôi ôi, hết chiêu 2 các bạn, nó ra nó bắn là mình lên dễ đó nhưng mà nó không bắn các bạn ơi. Ôi trời ơi, hên quá các bạn ơi, lượm được hai bộ bùa rất là thơm luôn. Thì các bạn lên cái đao chi hồn này, các bạn sẽ làm cho những vị tướng tăng cơ mà có cái sự hồi máu, chẳng hạn như con Tara này, con Lữ Bố này, con Arum này, cái con Kilroth này, là các bạn sẽ làm giảm đi cái sự hồi máu của nó, cái sự hút máu của nó các bạn, là nó sẽ bị yếu lại, là các bạn giúp cho những cái người đồng đội của mình sẽ quấn người ta thấm hơn. Đấy, đặc biệt là cái thằng Arum á, các bạn làm cái là nó chỉ có phế thôi, nó không có hồi máu lại được, giảm 50% hay gì á, mình không nhớ rõ nha các bạn, và các bạn đọc lại cho mình nha. Ê cái thằng Agri này các bạn, mày thích cái gì chơi mày luôn, tao sợ mày quá cơ, tao sợ mày quá, ui trời nó mạnh quá các bạn ơi. Rồi bò ma tiếp rồi các bạn ơi, coi ngáo cho rồi các bạn ơi, trời ơi một pha tốc biến tao nói là ngáo nhất hệ hành tinh luôn các bạn ơi, tốc biến bay đập thẳng mặt và đâm thẳng các bạn mặt vô tường luôn các bạn, xanh cỏ luôn, trời ơi một pha tốc biến ngáo người luôn các bạn ơi, ngu pha đó quá ngu các bạn, cái tốc biến ngáo gì đâu luôn ấy. Tôi bỏ đi các bạn ơi, chết thì tôi, chuyện gì đâu mà khó khăn, chết chuẩn bị cái chết nữa chứ, chuyện gì đâu mà căng.
Ok thì bây giờ là nó đã banh 20. Ừ. À rồi, mình sẽ đóng vai người hùng, người hùng các bạn. Người hùng là người gì? Ông cố nội nói lẹo lưỡi các bạn ơi. Mình sẽ đóng vai người hùng, mình lên cái bắn cái trụ này cho bể là mình sẽ lấy được cái đường mid nha các bạn. Ấy ba trụ thì tất nhiên là các bạn sẽ có cơ hội thắng nó lên tới con số 90%. Ơ tại sao mình lại nói như vậy, kêu các bạn đã phá hết ba trụ dành cho những bạn mới nữa nha. Tiếp tục lại đây dành cho những bạn mới người ta chưa biết. Ở thì khi mà các bạn phá được hết ba trụ á thì cái đường quái chính giữa của các bạn á, đường mid á, là cái đàn quái nó cực kỳ mạnh luôn, cái lượng sát thương nó cực kỳ cao và nó cực kỳ trâu luôn. Nó sẽ giúp cho các bạn dễ phá trụ hơn rất là nhiều nha. Ok thì bây giờ mình sẽ bật si bó lên. Mà mình sẽ lên đây mày tới cái dây quất mày luôn, chơi mày luôn nè, chơi cái trụ tao đâu chơi mày đâu mà làm gì, bắn đâu hoài vậy? Anh ơi, đừng bắn em nữa mà, rồi xong luôn. Ok nhưng mà phá được ba cái trụ rồi là rất là tôm các bạn ơi. Ok và bây giờ on một cái nữa là thắng rồi các bạn, phá được ba đường rồi mà tụi nó phá không được đâu, mình tuyên bố các bạn luôn. Tại vì sao? Tại vì bây giờ bên kia tụi nó cũng nãy giờ tụi nó rất là thọt, và bây giờ cái đường quái mid của mình tụi nó ra bể ba trụ rồi thì cái đường mid nó sẽ rất là mạnh luôn. Các bạn không tin các bạn thấy nè, các bạn nhìn nè, nó quýnh không có thấm cái đường quái mid mình đâu. Tại vì mấy con quái mid mà khi các bạn phá được ba cái trụ á thì nó rất là mạnh luôn. Ok thì bây giờ có lẽ là trận đấu nó sẽ kết thúc tại đây thôi các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vì nãy giờ các bạn đã xem cái cờ nhiếp của mình nha. Rồi đập nó luôn, bò bò nó luôn, lưu bố ơi, mình sẽ làm bình luận viên cái trận đấu này luôn, quất ra chơi luôn, xuống xe luôn, quất luôn. Mặc dù mình không có tham gia nhưng mà mình la làng la sớm lên cổ vũ tinh thần đồng đội mình các bạn ơi. Ok clip của mình có lẽ sẽ kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vì nãy giờ đã xem clip của mình. Nếu các bạn thấy cờ nhiếp của mình ý nghĩa và giúp các bạn cười thoải mái khi các bạn xem á thì các bạn đừng quên để lại một like và một comment ủng hộ tinh thần mình nha, để kênh của mình nó được phát triển. Đấy, nếu mà các bạn mến mình hơn nữa thì các bạn hãy chia sẻ lên các group hoặc là chia sẻ lên trang cá nhân của bạn và chia sẻ đến đồng nghiệp của các bạn nè, bạn học của các bạn nè, bạn bè của các bạn nè, để mọi người biết đến channel của mình và nó sẽ nhanh phát triển hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Chúc các bạn leo găng hiệu quả với vị tưởng Joker này. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.